Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn là nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn đã tử vong. Bên cạnh đó, cơ quan công an đang xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế ô tô. Trước đó, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, nỗ lực hết sức để cấp cứu nữ bệnh nhân Lê Thị Hạnh, sinh năm 1983, trú tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc CT01, Cam Lộ La Sơn, ở địa phận xã Phong Mỹ và Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chị Hạnh được đưa vào viện lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày trong tình trạng xuất huyết toàn bộ não thất, biến dạng cẳng tay trái, được đặt nội khí quản thở máy, truyền dịch giảm đau. Sau đó, được cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Hạnh đã không qua khỏi. Thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng, theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2, ông Phan Đình Kiều, sinh năm 1959, ngụ tại xã Đắc Bờ La, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, điều khiển ô tô con biển kiểm soát 36A48567, chở theo gia đình gồm anh Phan Đình Quý, sinh năm 1978, vợ là chị Lê Thị Hạnh, con gái Phan Lê Khánh Vân, sinh năm 2009, và con trai Phan Đình Quang, sinh năm 2015, cùng trú tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, đi trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn theo hướng Đà Nẵng, Quảng Trị. Khi xe lưu thông tới km 48+200, cao tốc Cam Lộ La Sơn ở địa phận giữa xã Phong Mỹ và Phong Xuân, huyện Phong Điền, đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 63C13659, kéo theo rơ móc 63R00227, do anh Huỳnh Văn Dũng, sinh năm 1974, trú tại xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang, đang đi cùng chiều phía trước, cùng làn đường sau khi ô tô con cố vượt lên từ phía bên phải. Sau va chạm, ô tô con 36A48567 lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị, Đà Nẵng, tiếp tục va chạm vào ô tô tải biển kiểm soát 63H00568 do anh Lâm Văn Tâm, sinh năm 1982, trú tại phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang điều khiển. Sau đó, ô tô con 36A48567 lao xuống vực bên phải phần đường một chiều hướng Quảng Trị, Đà Nẵng. Tiếp đó, xe ô tô tải 63H00568 bị xe đầu kéo 51G15090 kéo theo rơ móc 51R34920 do anh Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 1980, trú tại phường Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, đang đi cùng chiều phía sau, cùng làn đường hướng Quảng Trị, Đà Nẵng, tông vào. Tại hiện trường, chiếc ô tô con bị văng ra khỏi làn đường, nằm chênh vênh trên ta luy âm, trong tình trạng biến dạng. Chiếc ô tô tải nằm chắn ngang đường, trong tình trạng bị xe đầu kéo đâm vào hông xe. Hậu quả, anh Quý và ông Kiều bị thương, cháu Quang tử vong tại chỗ, chị Lê Thị Hạnh và con gái Phan Lê Khánh Vân được Trung tâm Vận chuyển Cấp cứu 115, tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu, nhưng cả hai đã không qua khỏi, 4 phương tiện bị hư hỏng nặng. Cao tốc Cam Lộ La Sơn dài 98,3 km, có tổng mức đầu tư 7.669 tỷ đồng, khánh thành vào cuối năm 2022. Dự án có điểm đầu tại quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và điểm cuối kết nối dự án La Sơn – Túy Loan thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dù là cao tốc, nhưng trong 98,3 km thì chỉ có khoảng 10 km được đầu tư hoàn thiện 4 làn đường cho 2 chiều lưu thông. Còn lại chỉ có 2 làn đường và có nhiều vị trí địa hình đồi núi. Vụ tai nạn khiến dư luận không khỏi xót xa vì gia đình 4 người, nay chỉ còn lại người bố. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu rõ vào lúc 10 giờ ngày 18 tháng 2 tại km 48+200 trên tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô 7 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 36A48567 va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C13659, hậu quả làm 3 người chết. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời hỏi thăm ân cần, chu đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế
tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên các gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng, đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập, đồng thời xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, chỉ thị số 10 và công điện số 10/2024 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ hội xuân 2024. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp. Đặc biệt lưu ý bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu hộ, cứu nạn trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại chỉ thị số 10, chủ động có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới. Ngày 18 tháng 2, tức mùng 9 Tết, ngày nghỉ cuối trước khi học sinh thành phố Hồ Chí Minh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, người dân và phương tiện từ nhiều địa phương đổ về thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, không ít người sử dụng phương tiện cá nhân đã lựa chọn các tuyến cao tốc nối các địa phương với thành phố Hồ Chí Minh để lưu thông. Lượng phương tiện tăng cao là nguyên nhân khiến tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc trở nên căng thẳng. Thế nhưng, tình hình càng căng thẳng hơn khi có không ít tài xế vô tư lấn làn xe ưu tiên, chen ép phương tiện khác. Những hành vi không đẹp này không những gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn tạo tiền lệ xấu cho những hành vi xem thường pháp luật về giao thông trên các cao tốc. Ghi nhận trên các tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, Phan Thiết, Dầu Dây, không chỉ khi giao thông ùn ứ, nhiều tài xế mất kiên nhẫn nối đuôi nhau đi vào làn đường cao tốc bất chấp tuân thủ an toàn giao thông. Không riêng người điều khiển xe cá nhân, nhiều tài xế xe hành khách vận tải hàng hóa vô tư đi vào làn khẩn cấp trên tuyến cao tốc đã lọt vào ống kính phóng viên trong chiều cùng ngày. Theo đó, lượt xe chạy lấn làn ưu tiên trên các tuyến cao tốc mà phóng viên ghi nhận được đếm không xuể. Cũng tại thời điểm ghi nhận, có một xe cứu thương lưu thông trên làn đường này chật vật tìm cách di chuyển. Lúc này, một ô tô 4 chỗ từ trong làn khẩn cấp tìm cách chen vào dòng phương tiện đi đúng làn đường. Theo tài xế Nguyễn Minh Hải, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân của những hành vi không đẹp trên xuất phát từ tâm lý không sợ phạt nguội. Làn dừng khẩn cấp là làn nằm ngoài cùng bên phải trên đường cao tốc, được phân cách với làn xe chạy bằng vạch liền màu trắng. Theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, phương tiện không được phép sử dụng làn khẩn cấp trên đường cao tốc trong quá trình tham gia giao thông. Nghị định 100/2019 quy định việc điều khiển xe chạy ở làn khẩn cấp trên đường cao tốc, không nhường đường hoặc gây cản trở phương tiện đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.